yêu sao tiếng gáy chim cu, gầy đà bể nước lời ru của Bầm. Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời các vị đại biểu, các vị khách quý cùng các cầu thủ 10 đội bóng của các thôn chúng ta nhấc chân về lễ đài của sân vận động xã Vân Hòa. Chúng ta khai mạc giải bóng đá mùa xuân Canh Tí 2020 tại sân vận động xã Vân Hòa. Xin được trân trọng kính mời và trân trọng kính mời. Và ban tổ chức xin được trân trọng kính mời 10 đội bóng của các thôn chúng ta về vị trí khán đài A để chúng ta khai mạc giải bóng đá mùa xuân 2020. Đề nghị quý vị đại biểu, các cầu thủ và các cổ động viên ổn định vị trí để buổi lễ khai mạc chương trình giải bóng đá mùa xuân Canh Tí 2020 của khu vực xã Vân Hòa. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể các cầu thủ và cổ động viên thân mến, hòa chung không khí cả nước đang nô nức đón một mùa xuân mới đang về. Hôm nay ngày 13 tháng 1 2020, tức ngày 19 tháng Chạp âm lịch, chúng ta có mặt ở đây để long trọng tổ chức giải bóng đá mùa xuân Canh Tí năm 2020 và chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 1930, mùng 3 tháng 2 2020. Đến dự buổi lễ khai mạc ngày hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu về phía lãnh đạo xã Vân Hòa. Trân trọng kính mời quý vị nổ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón ông Nguyễn Thị Long, Bí thư Đảng ủy xã Vân Hòa. Ông Nguyễn Gia Tuệ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vân Hòa. Và các ông bà trong thường trực Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Vân Hòa. Mời kính thưa toàn thể quý vị khách quý cùng các cầu thủ của 10 đội bóng. Ban tổ chức xin chào 10 đơn vị tài trợ gồm có ông Phạm Quang Lợi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Du lịch Khoang Xanh. Và trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Thành, đại diện thương hiệu Ba Bì. Vâng, Ba Bì pha đã, xin lỗi bạn. Và đặc biệt có mặt của 10 đội bóng và các cổ động viên, huấn luyện viên của 10 đội bóng của khu vực xã Vân Hòa. Một tràng pháo tay thật lớn đi ạ. Và tiếp theo chương trình, xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Gia Tuệ, đại diện lãnh đạo xã Vân Hòa lên khai mạc giải bóng đá 2020. Trân trọng kính mời ông. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các đơn vị cá nhân tài trợ cho giải, thưa toàn thể các cầu thủ, các đội bóng tham dự giải và các cổ động viên thân mến. Lời đầu tiên, cho phép tôi thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Vân Hòa gửi đến các quý vị đại biểu, các đơn vị tài trợ, các cầu thủ và toàn thể các cổ động viên lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị và các bạn, hòa chung không khí cả nước ta đang chuẩn bị chào đón xuân mới và thi đua lập nhiều thành tích chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 1930, mùng 3 tháng 2 2020. Đồng thời hưởng ứng phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trên địa bàn xã ngày càng phát triển. Hôm nay chúng ta có mặt tại đây để long trọng tổ chức giải bóng đá mừng xuân Canh Tí 2020, chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Kính thưa quý vị và các bạn, bóng đá từ lâu đã trở thành môn thể thao được đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn xã theo dõi và cổ vũ nhiệt thành. Những năm qua, phong trào tập luyện và thi đấu bóng đá của thanh thiếu niên trong xã cũng có nhiều bước phát triển, đáp ứng nhu cầu tập luyện, thi đấu của các cầu thủ và niềm mong mỏi được đón xem những trận đấu sôi nổi, hấp dẫn mỗi dịp Tết đến xuân về. Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân xã đã chỉ đạo và phối hợp với các ban ngành liên quan tổ chức giải bóng đá mừng xuân năm 2020 với mong muốn thiếu niên trên địa bàn xã có sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo cơ hội để thanh niên được giao lưu, học hỏi. Tăng cường tình đoàn kết lẫn nhau, đồng thời góp phần vào sự phát triển văn hóa xã hội của xã nhà.
Với những ý nghĩa đó, tôi xin tuyên bố khai mạc giải bóng đá mừng xuân Canh Tí năm 2020. Chào mừng 95 ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 1930, mùng 3 tháng 2 2020. Một lần nữa xin kính chúc sức khỏe các vị đại biểu khách quý, các cầu thủ và các cổ động viên luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc giải đấu của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được chân thành cảm ơn ông Nguyễn Gia Tuệ đã lên khai mạc giải bóng đá 2020 của khu vực xã Vân Hòa. Và tiếp theo chương trình, xin được trân trọng kính mời cầu thủ Phùng Tuấn Anh của đội bạn đại diện cho đội bóng và các cầu thủ lên đọc lời tuyên thệ. Trân trọng kính mời cầu thủ Phùng Tuấn Anh. Thưa quý vị đại biểu, tôi Phùng Tuấn Anh, cầu thủ của đội bạn, thay mặt cho các cầu thủ tham gia giải bóng đá mừng xuân năm 2020 xin tuyên thệ thi đấu theo tinh thần khách quan, trung thực, vô tư, đúng với điều lệ mà ban tổ chức ban hành, không làm bất cứ việc gì gây ảnh hưởng đến kết quả thi đấu, thi đấu hết mình để góp phần vào thành công chung của giải đấu. Xin hứa, xin hứa, xin hứa. Và để chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay, trân trọng mời để giải đấu được diễn ra công bằng và khách quan, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời trọng tài Nguyễn Đức Thường, đại diện tổ trọng tài lên đọc lời tuyên thệ. Trân trọng kính mời. Tôi Nguyễn Đức Thường, thay mặt tổ trọng tài tham gia điều hành giải bóng đá thanh niên xã Vân Hòa 2020 xin hứa tuân thủ khách quan, vô tư, đúng luật. Xin hứa, xin hứa, xin hứa. Cuối cùng xin kính chúc các vị đại biểu cùng toàn thể các vận động viên sức khỏe tốt, chúc giải thành công tốt đẹp. Xin hết. Vâng, xin cảm ơn trọng tài Nguyễn Đức Thường, một trọng tài được nhà nước chúng ta phong tặng chiếc còi vàng đấy. Và sau đây trân trọng kính mời đại diện 10 đội bóng tham dự giải bóng đá mùa xuân Canh Tí năm 2020 tiến lên phía trước để nhận cờ lưu niệm của ban tổ chức. Và ban tổ chức xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Phi Long, ông Nguyễn Gia Tuệ, bà Nguyễn Thị Ngọc Hà, phó chủ tịch ủy ban nhân xã, và ông Phạm Quang Lợi, đại diện cho khu du lịch Khoang Xanh, và ông Nguyễn Văn Thành lên để trao cờ cho các đội bóng. Trân trọng kính mời các vị đại biểu ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lại cho quay sang bên này, cúi lại đây. Trong bảng A gồm có 4 đội: FC Bạn, FC Đồng Chay, FC Đa Cuống và FC Xuân Trung. Vâng, Xuân Trung gồm gục 2 đội: Xuân Hòa và Hòa Trung. Có thể nói bên FC Bạn sao rồi sự vắng mặt rất đáng tiếc của cầu thủ Việt Khoa, do anh đang bận thi đấu ở bên nước ngoài. Vâng, Tuấn Anh đang có bóng. Bóng ra chân đất. Hết rồi. Vâng. Yêu sao tiếng gáy chim cu, gầy đà bể nước lời ru của bầm.